Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay mình sẽ làm clip review cái khẩu Scalar Joker Full Level 7 nhá. Lâu lắm rồi không đi solo squad, trước mình toàn chơi giải trí thôi. Tiền sử khá toàn không có người nhảy đây anh em ạ. Nó gần đường bay mà không ai nhảy trường học. Rồi cứ nhặt xuống xong rồi khi mình sẽ đi xe về Pochinki cho nhá. Đây chính là ngoại trang cao cấp này. Ôi trời ơi, nhìn nó đẹp phái trưởng anh em nhờ. Ôi giời, hôm nay ông còn đứng đơ ở đây à? Người đấy, nhưng mà lại bị treo máy hay gì rồi? Trời đất ơi. Rồi, thế này mình sẽ bắn này. Đấy, mọi người thấy không? Thấy cái hiệu ứng hủy diệt của nó không? Nhìn cũng khá là đẹp, nhưng mà mình cảm có tiếng K98 này. Giờ K98 giờ nó bỏ trong cái phần gọi là phần luyện tập sniper. Thế nên mình ghét. Đằng này. Bạn chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu? Những cái thông báo hủy diệt giống kiểu M4 hề nhờ anh em nhờ. Cái thông báo hủy diệt ấy, ngoài cái đầu cái phần đầu ra ấy thì cái thông báo hủy diệt phần màu sắc hiệu ứng các kiểu nó cũng tương đương với cả M4 hề thôi anh em ạ. Mình nghĩ thế. Chết đi còn gì nữa. Cả can chuẩn lắm mới vào trong cái nhà ấy đấy. Ăn nguyên một quả bom người cho thêm quả bom nữa này. Đây rồi vậy xong team này. Ui vẫn còn team nữa, trời ơi. Phía bên nhà kia chờ xem nhặt có đạn không đã. Giờ mình sẽ lên trên nhà thử cam với thằng đằng xa xem nào. Hôm nay hay là mình làm hai khẩu nhờ, một vấn hề với cả Scalar nhờ. Mà thôi, trận này bắn Scalar đi, hôm nào mình sẽ thử so sánh hai khẩu một bốn hề với cả Scalar trong cùng một trận đấu. Còn trận này bắn Scalar đã, nếu mà có hai khẩu thì mình sẽ nhặt lấy hai khẩu Scalar luôn. À quên, 17 tháng 4 này là sẽ ra bộ đồ huyết ưng nhá, huyết quạ ấy. Thấy chưa, mình sẽ thử đi vòng ra xa cam chứ tầm này mà có bốn thằng ấy, mình xông thẳng tới là bốn cái súng nó chĩa vào là mọi người cũng biết kết quả rồi đấy. Để xem địch có bao nhiêu thằng, nếu mà tầm 2-3 thằng thì ok, có thể xông vào cũng được, nhưng mà bốn thằng là hơi nguy hiểm. Đấy là chưa kể nó còn tỏa người ra các hướng, nó bắn cho mình không biết là làm bao lần, nhưng có vẻ như là hai tính đều chụp một chỗ này. Trời ơi, đây rồi, một con lợn đây rồi. Đấy, thấy chưa? Ui trời ơi, đi sư cha mày, tao có kem mày đâu mà mày bắn tao nhỉ? Ê, cái anh ở lan can này, em có làm gì anh đâu? Em đang nhìn cái anh đang không phải mà. Ấy, mày phải trúng một hai viên rồi đấy. Đây, có mặt rồi ra. Ui, ui, ui. Thôi má ơi, ở trên trò cũng có anh em ạ. Thôi, lấy xe là chỗ khác thôi, chỗ này lộ rồi. Quá lộ liễu rồi. Bình tĩnh, mình chạy ra vòng này sao? Ui vẫn không được, trống lắm anh em ạ. Đây nó đã đẩy lên tận trên lái rồi. Ui lấy xe khi nó đuổi mình à, gì mà căng vậy. Điên đi cam thì cuối cùng là phải chạy, bỏ chạy này. Thôi có gì mình sẽ đạp xe chỗ này xong rồi bơm đầy máu đã, rồi có gì tính sổ tiếp. Mình sẽ chơi chơi đến cùng luôn, nhưng mà phải bơm máu đầy đã. Ui, ui, hình như là xe nó đi tìm mình thật đấy anh em ạ. Đúng chuẩn, có mẹ nó rồi. Đây này, chuẩn có mẹ nó rồi anh em ơi. Hỏng bánh sơ. Tôi hỏng bánh luôn này. Hỏng bánh thì bạn chỉ có xác định là chết rồi. Mẹ má ơi, giấy không chứng thế nào ạ? Tới kia đúng không? Tới kia đúng rồi đấy. Nổ xe chưa? Mẹ thằng này dai nhở, súng dai vãi trưởng ra ấy. Đồng đội mày đâu, xuống cứu đi. Này thì cứu với chúng tôi này. Thấy xe, à quên, mình sẽ bắn, mình đang ngoài bo mà bắn nổ xe đó cho nó không có xe ở bo. Rồi xong, giờ mình sẽ lấy xe vào bo này. Ấy, tầm xa đấy mày bắn của nó dai thoải mái đi.
Rồi tao chạy bo luôn. Xong tao sẽ cam mày. Ai vẫn còn thừa một anh này. Anh này chắc là mất thời gian lúc đấy nhá. Chắc là mãi mới tính giờ mới tới lôi. Rồi tới xin luôn. Thông báo hủy duyệt cứ hiện lên trên màn hình đều đều. Lên trên này cam là vừa này. Cam bo, cam bo, cam bo. Các anh chạy đi đâu? Đứng ở chỗ này cao rồi. Úi, đứng chỗ này là quá ngon này. À, đây rồi. Mẹ ơi, không gạt được rồi. Hình như Lào anh ạ. Mấy ông Lào anh em ạ. Cứu đi tình yêu. Ui. Nó kia cứu xong rồi nhanh thế. Ném cho hai cả bom. Không thích gì à? Mày ngó mặt trà này. Móc 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 móc. Ủa này, đừng nhìn thấy anh nhá, đừng nhìn thấy tôi nhá, đừng nhìn thấy tao nhá. Rồi sao? Bye bye, hai con lợn. Được Lào. Chào mấy người anh em Lào nhá. Cái thông báo hủy diệt với cả cái hiệu ứng hủy diệt thì nó khá ok. Nhưng mà cái hòm thì đơn giản vãi trời anh em ạ. Còn cái móc khóa, còn cái móc treo thì nó như cái củ lì lì anh em ạ. Ui, ngon, có ốp này. Ok, mình sẽ thay một khẩu ốp đi. Ốp nó cũng màu tím giống khẩu Scar. Có xe trước mặt này. Xe trước mặt này. Không biết là một tim hay là bao nhiêu tàu. Mình chưa nhìn rõ. Trời, mặc full set hề. Full tím anh em ạ. Đấy, có một cái tóc thì nó hơi kiểu như là Sida tí. Kiểu như HIV sắp khỏi ấy. Mà thôi, gọi là full tím cũng được rồi. Nhìn nó Sida mãi trưởng em nhờ những bộ tóc ấy. À tóc nó làm đẹp được tí thì ngon. Đây làm như kiểu S. Kiểu bị S sắp khỏi ấy. À ngó mặt ra. Ngó mặt ra một viên. Ôi mẹ ơi, không trúng rồi. Lấy xe công luôn. Mình đoán nó vẫn còn ở đây. Xe nó kìa. Nhìn có mỗi thằng rồi anh em ạ. Có mỗi thằng rồi. Tôi đâu này mà. Bạn nhìn đi đâu vậy? Mẹ có thằng nào nó vừa bắn đâu ấy. Đằng sau, đằng sau. À, trên tàu anh em ạ. Mà đứng từ góc đấy thì khó cam lắm. Đứng cam một tí. Ôi, cái mặt trượt chưa? Này thì không có lần thứ hai đâu bạn ơi. Mẹ, đứng trên thang. 17 tháng 4 này ra bộ đồ huyết quá à. Nhìn trông cũng khá là đẹp. Không biết là có chát, chua chát hay không. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ chua chát lắm đấy. Tốn khá nhiều UC đấy. Vừa thính bay trên đầu mình. Vừa thính thả trên đầu mình ấy. Đợi ở đây xong rồi. Xem có ai đi cam thính không. Xem có ai đi ăn thính không để mình cam. À có xe này. Xe đi ăn thính không. Hai em. Ui tôi chết tao rồi. Ba mày quá. Còn tí máu thôi anh em ơi. Quả này tôi chắc là toàn rồi nhỉ. Mình nghĩ mình toàn. Ui ai bị lại. Trời không nghỉ. Mày quá thay là kịp. Không à, đúng lúc mình bắn là coi như mình bay ấy. Đúng hai viên đạn. Trời ơi, rồi, giật cả là mình luôn ạ. Bắn đâu vậy, giàn giáo à. Một viên. Không trúng rồi. Cái thế nhở. Rút luôn thì còn gì ạ. Và bo thôi anh em ơi. Tranh thủ bo giật rồi. Và bo, cam bo ngon hơn đấy. Đứng chỗ quả đồ này là sao ok. Ôi phất. Bình tĩnh thôi. Này mọi người thấy không? Xe cũng phun tím luôn. Đấy. Hôm nay đi nguyên một cây phun tím. Ngoài cái tóc có hói ra. Đứng hai gốc cây này. Ê nó không ngó mặt ra anh em ạ. Khịa mình từ nãy đến giờ. Này thì khịa bị chúng tôi này. Ấn Độ à. Ngó. Ngó đi bạn Hiền. Ngó ra là bạn biết liền à. Cứu chưa? Cứu chưa? Cứu này này thì cứu này.
không cả kịp bơm máu luôn, một phát chết luôn anh em ạ, một phát nốc luôn. Sau gốc cây rồi, khoai cho mình rồi, nó ở trong bo thế nó mới đau chứ lại mình cứ tưởng nó phải bo cơ, vẫn chưa kịp bơm máu. Bạn còn lâu bạn mua được máu nhá, này thì ngó ra này, ok xong trận. Đây cho mọi người xem đây, chiêm ngưỡng tuyệt phẩm đây ấy, bằng đạn các kiểu này, đủ phụ kiện các thứ rồi đấy, phụ kiện chả nhìn thấy mẹ gì luôn. Mọi người xem clip thì hay đừng quên đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Ấy mọi theo mọi người thì khẩu này như thế nào, mình thấy là khá là đẹp đấy. Rồi chụp cái là mình thấy là ảnh bìa các kiểu, ui trời ơi đẹp thế.